Thưa quý vị, trong những tháng còn lại của năm 2021, nhằm thực hiện mục tiêu kép của chính phủ, vừa tập trung phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để bảo vệ sức khỏe nhân dân và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Với phương châm 5K cùng với vaccine, ngành y tế Quảng Nam đã và đang đẩy mạnh công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên, trong đó có công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp để bảo vệ sức khỏe cho người lao động, giúp họ yên tâm sản xuất. Quảng Nam hiện có 10 cụm khu công nghiệp, tập trung chủ yếu tại các huyện Núi Thành, Thăng Bình, Điện Bàn, với khoảng hơn 53.000 công nhân đang làm việc tại đây. Tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện đang lây lan nhanh, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của công nhân, khâu sản xuất, chuỗi cung ứng và kết nối thương mại, khiến nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn, thách thức. Theo quyết định của Bộ Y tế, các đối tượng là người lao động, thân nhân người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, tín dụng, du lịch, v.v. là những đối tượng được ưu tiên tiêm phòng vaccine COVID-19. Do vậy, để người lao động yên tâm tham gia sản xuất, các doanh nghiệp duy trì và ổn định lao dài trong mùa dịch, ngành y tế tỉnh Quảng Nam đã và đang đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho những đối tượng ưu tiên này. Tôi rất là mong đợi cái đợt tiêm vaccine lần này. Sau khi công ty nhận được thông tin là được tiêm vaccine, thì tôi chuẩn bị rất là sẵn sàng, tinh thần cũng như là sức khỏe tốt nhất để đón nhận cái mũi tiêm đầu tiên. Thì sau khi tiêm thì tôi thấy sức khỏe của tôi bình thường. Trước đây chưa được tiêm chủng đó thì coi như là cảm thấy cũng hơi lo lắng. Nhưng mà đã hôm nay đã được tiêm được mũi đầu tiên. Thế này thì một phần nào đó thì cũng nói chung cũng an tâm hơn trong quá trình để mình làm việc. Nhưng mà dù gì chăng nữa tiêm xong thì cũng phải tuân thủ về 5K với 5K của Bộ Y tế. Việc đẩy mạnh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho công nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp đã góp phần quan trọng trong việc cân bằng mục tiêu kép. Bên cạnh đó, để thuận tiện và đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam đã chính thức sử dụng xe tiêm chủng lưu động, song song với các điểm tiêm cố định, phục vụ tốt hơn, cơ động hơn trong công tác tiêm chủng. Xe tiêm chủng lưu động này có tủ bảo quản vaccine theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đáp ứng yêu cầu tiêm chủng an toàn, đặc biệt có thể di chuyển đến những nơi có điều kiện đi lại khó khăn, hạn chế tập trung đông người nhằm đảm bảo chống dịch hiệu quả. Hôm nay thì được chủ doanh nghiệp và các người công nhân lao động rất là phấn khởi là được tiêm chủng thì để đảm bảo được cái hoạt động sản xuất cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Thì ngoài ra thì tạo ra được cái sự an tâm cho người công nhân, người lao động, bốn công ty, bốn nhà máy để đảm bảo cho hoạt động sản xuất. Trong quyết định 4568 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch tiêm vaccine COVID trong năm 2021-2022, thì Sở Y tế, CDC triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID tại các khu công nghiệp. Đặc biệt trong thời gian vừa qua thì Quảng Nam cùng với sai tỉnh thành được thao cô hỗ trợ cho chiếc xe tiêm chủng lưu động, và đây là một chiếc xe rất là thuận lợi để áp dụng cho các cơ sở lao động trong các khu công nghiệp mà điều kiện mặt bằng không đảm bảo để tiêm chủng, và có thể để triển khai trong khu bị phong tỏa ở cộng đồng. Lần đầu tiên CC triển khai xe tiêm chủng lưu động này tôi thấy rất là thuận lợi, bởi lẽ triển khai ngoài công ty để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công ty, nhưng cũng phải theo quy trình 4 bước, đó là tiếp đón, đo huyết áp, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi. Có cái xe này thì không những để tiêm chủng đạt được với tiến độ đề ra mà còn đảm bảo cho công tác phòng chống COVID trong tình hình hiện nay. Tính đến ngày 7 tháng 9, Quảng Nam đã thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 1 cho 104.746 người, mũi 2 là 45.815 người. Tuy nhiên, chiến lược tiêm vaccine chỉ là biện pháp chủ động phòng ngừa. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình, nơi làm việc, cũng như đẩy nhanh tốc độ miễn dịch cộng đồng, thì người được tiêm cần chủ động thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để phòng bệnh hiệu quả, cùng với cả nước tiến tới kiểm soát và đẩy lùi dịch COVID-19 trong thời gian sớm nhất.